Rủ anh em và hang động có vài tiếng thế mà trở ra thì cả nhân loại đã sống trên sao hỏa Vậy thì có cái gì bên trong cái hang này? Đây là bộ phim bẫy thời gian được mang đến cho bạn bởi con Thịnh Tu và tôi còn quại Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ Hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất Hãy xem phim Tại một thị trấn xa xôi ở Texas, giáo sư khảo cổ Jason Hopper đang cùng Milu lên núi Để truy tìm dấu vết của gia đình mình, những người được cho là đã mất tích từ 40 năm trước Năm đó bố mẹ ông vì chữa trị cho đứa con gái mà đã đi khắp nơi Khi hết hy vọng vào khoa học công nghệ họ tìm tới thứ mang tên suối nguồn tươi trẻ đáng tiếc là sau khi lên ngọn núi thì không thấy cả ba người trở về đó là câu chuyện mà hopper được nghe từ ông nội mình hôm nay hopper đã tìm được cuốn sổ của cha mình bên trong có chứa tấm ảnh chụp bố mẹ và em gái của ông 40 năm trước các dấu vết đưa ông tới một hang động lớn càng tiến gần vào trong miệng hang milu sủa càng hăng quả nhiên khi ông soi đèn pin vào bên trong thì đã thấy một người đàn ông bí ẩn khi gọi vài câu mà không được hồi đáp cộng thêm việc mấy con súng lục đang được người đàn ông dắt ngang hông thì hopper đã vội vàng bỏ chạy cùng milu trên đường trở về ông nhờ hai đứa học sinh của mình chuẩn bị giúp đồ leo núi đây là Taylor và Jackie. Khi thấy thầy chuẩn bị đi chơi, hai đứa xin đi theo vì ham vui. Tất nhiên với trách nhiệm của một người thầy thì Hopper không kéo tụi nhỏ vào. Sau khi lên đồ, ông quay lại hang động của Milu. Đầu tiên Hopper thả dây thừng xuống một chiếc lỗ ở trên đỉnh hang để phòng trường hợp không trở về được bằng lối vào. Sau khi có kế hoạch backup, Hopper tiến vào miệng hang. Ở đó ông nhìn thấy bóng người đàn ông khi nãy. Trong khi tiếp cận người đàn ông, Hopper cảm thấy có một lớp màng trong suốt. Dù vậy với bản tính hiếu kỳ, Hopper đã đi xuyên qua nó. Lúc này người đàn ông phía trước mới bắt đầu di chuyển thẳng vào trong hang. Hopper cẩn trọng giữ khoảng cách với người lạ. Đằng sau lưng ông ánh sáng ngoài hang bắt đầu chập chờn sáng tối điều này làm hopper lo ngại nhưng ngay sau đó phía trong hang vọng lại một giọng nói kỳ lạ nghe như đang đe dọa sau đó có thêm một tiếng hét phát ra quá hoảng sợ hopper chạy ngược ra ngoài và thấy cảnh vật xung quanh đã tối om sau đó hopper vội vàng gọi milu cùng chạy với xe của mình chó thì chưa thưa còn xe thì đã đóng kín dây leo bụi rậm hopper chui vào xe và nhận ra nó đã chồng rất cũ kỹ và không thể nổ máy được nữa vậy nên ông đi xung quanh xem có chiếc xe khác nào đỗ ở đây không để xin sạc điện cho ác quy của mình không lâu sau hopper tìm thấy một chiếc xe khác cũng đang bị đóng bụi và không có chủ ở bên trong ông tìm thấy chiếc ba lô của đứa học trò jackie chính là đứa con gái đã sắp xếp đồ đạc giúp ông chiều nay nên ông đoán là chúng nó đã bám theo ông đến tận trên này vì lo cho đám học sinh nên hopper đã quay lại hang ông vừa đi vừa ném những chiếc que phát sáng để tránh lạc đường đến khi hopper ném một chiếc qua lớp màng thì nó không rơi xuống đất mà lơ lửng trên không đến khi ông bước vào thì nó mới từ từ rơi xuống và lại một lần nữa ánh sáng bên ngoài cửa hang lập lẻ sáng tối cảm thấy bên trong cái hang còn nhiều điều bí ẩn nên hopper quyết định lần này sẽ đi thẳng vào trong nếu bạn đang thắc mắc chi tiết chiếc ô tô có chứa ba lô của Jacky, thì hai ngày sau khi thầy giáo lên núi taylor đã đến rủ Jackie theo mình vì không thấy thầy trở về. Đôi bạn vì không có bốn bánh nên đã gọi Kara. Kara mượn được xe của bố với điều kiện phải dắt theo đứa em gái. Và đứa em gái thì lại muốn rủ thằng bạn đi cùng. Cuối cùng chuyến xe lên núi có tổng cộng 5 người. Taylor, Jackie, Kara, đứa em gái Vives và nhóc Furby. Sau một quãng đường dài mọi người lên tới nơi và phát hiện ra chiếc xe van. Ở bên trong Taylor tìm thấy một tấm ảnh gia đình của Hopper và anh nhận ra người thầy của mình đang tìm kiếm người thân bị mất tích. Sau khi chụp tấm ảnh kỷ niệm cạnh chiếc xe van, cả nhóm tiến tới hang động. Khi này họ vào bằng một lối khác có cỏ mọc um tùm. Trong đó Jackie tìm thấy một chiếc hố hẹp bên dưới có vẻ khá sâu và có dấu hiệu bị cắt dây thừng được thả từ trên xuống nhưng theo cô sợi dây thừng trông quá cũ nên đã loại bỏ khả năng đó là dây của thầy giáo vì không xuống được nên cả bọn trở ra và tìm lối đi vào khác. Furby được phân công ở trên còn lại bốn người xuống dưới khi hạ xuống một ngưỡng nhất định cả Kara và Taylor nhận ra không khí bên dưới bỗng trở nên ẩm ướt và dường như tạo thành một lớp màng ngăn cách dù thế thì nhóm bốn người vẫn xuống được dưới đáy trước mắt họ hiện ra một hang động to lớn và kỳ vĩ trong khi Taylor và Kara đang tính tứ với nhau thì Jacky và cô em gái đã xung phong đi khám phá chỉ mới đi được vài bước hai chị em nghe thấy tiếng động lạ vọng lại và giống như ông thầy sau tiếng động đó là một tiếng hét thất thanh vì an toàn mọi người thống nhất với nhau sẽ trở lên ngay lập tức trong khi Jackie đang trèo lên sợi dây thừng bỗng nhiên bị đứt xẻ từ phía trên khiến cô ngã đè vào người Taylor và làm một bên tay cậu gãy mọi người cho rằng Phoebe đã nghịch ngợm nên dùng bộ đàm gọi cho cậu bé nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng nghi ngờ Phoebe không còn ở trên nên Taylor đã bấm chuông bộ đàm thay vì nhận được tiếng chiếc bộ đàm còn lại ở bên trên họ lại nghe thấy tiếng của một cái khác phát ra từ phía trong động sau đó từ trong bộ đàm phát ra tiếng cầu cứu của một người đàn ông người này nhận ra giọng của Taylor và nói mình là Furby. mặc dù cảm Cảm thấy rất kỳ quá nhưng Taylor vẫn quyết định sẽ đi vào trong để điều tra tình hình. Lần này người bị bỏ lại là Jackie vì chân cô đã bị trẹo sau cú ngã đi được một đoạn. Các bọn thấy một cái giếng trời khi nhìn lên trên. Bầu trời trôi đi như một đoạn video tham lap cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Kara đã trèo lên mỏm đá và phát hiện ra có một sợi dây thừng được thả từ trên. Khi cô nhìn xuống dưới, bi kịch đầu tiên đã xuất hiện. Đó chính là xác của cậu bé Furby. Cậu bé đã bị gãy cổ sau khi rơi từ trên xuống và tiếng ở bộ đàm lúc nãy là những lời cuối cùng mà cậu bé để lại. Ở bên này, Jackie vì không chịu được một mình nên đã lết theo mọi người đến nơi. Vừa kịp lúc ăn ủ cho Vivis về sự ra đi của người bạn nhỏ. Bên cạnh cái xác của Furby, Taylor lấy ra chiếc camera hành trình ở trong đó. Furby quay lại toàn bộ vlog từ khi xuống xe đến khi cậu bị bỏ lại ở ngoài hang và đợi mọi người đến khi màn đêm buông xuống. Mọi người cảm thấy kỳ lạ vì mình mới xuống đây được có vài chục phút thì đáng nhẽ ngoài trời đang phải là giữa trưa, chưa dừng lại ở đó. Khi mọi người xem tiếp thì Furby đã trải qua rất nhiều ngày. Cậu bé đã ăn hết đồ ăn trong xe và phải ra ngoài hái lượm để giữ cái bụng no trong khi đợi bạn bè ra khỏi hang, ngồi trước camera. Cậu nói lời xin lỗi với mẹ vì trước khi đi đã không nói cho mẹ. Rất lời thì Furby tiến tới chiếc giếng trời nơi đã được thấy hopper set up dây từ trước vừa treo xuống được hơn một mét bầu trời bên trên đã liên tục xoay chuyển hệt như cảnh mà kara nhìn thấy lúc nãy trong khi cậu bé đang bối rối thì sợi dây thừng đã bị đứt phăng từ bên trên khiến cậu ngã thẳng xuống dưới sau khi xem xong đoạn clip taylor đưa ra một giả thuyết về sự chênh lệch thời gian và để tìm ra câu trả lời phải có một người trèo lên trên người được chọn đã à không chỉ có kara là có đủ khả năng để trèo lên cô sẽ cầm theo thiết bị cầu cứu gps để gọi người tới giúp khi mà đã lấy được sóng ở trên kara lên đồ leo từng bậc chắc chắn trên vách đá sau một lúc cô đã lên tới miệng hang và cảnh vật xung quanh đã khác so với lúc mọi người tới không còn cây cối xanh tươi chỉ còn lại những mỏm đá trơ trọi sợi dây thừng mà phớp bi cột cũng chẳng còn dấu vết nhớ ra lời bạn dặn Kara gọi viện trợ nhưng thiết bị đột nhiên không bắt được sóng thế là cô đi xung quanh bắt tín hiệu sau khi trèo lên một mỏm đá cao thứ mà Kara nhìn thấy là những đám mây đen khổng lồ có lẽ đó là phim trường của bộ phim Open Oppenheimer thứ hai phía trên bầu trời tầng khí quyển đã bị rạch một đường ở đó còn có một chiếc trạm vũ trụ khổng lồ đang lơ lửng bên ngoài thế là ngay lập tức Kara quay trở lại hang để kể cho mọi người cô nói mình đã đi khắp nơi lang thang suốt 30 phút và những thứ còn lại chỉ là một đống đổ nát nhưng trái ngược với cảm xúc của cô mọi người người lại tỏ ra ngờ vực vì đối với họ Kara mới chỉ trèo lên miệng hố và quay trở lại ngay lập tức thế là cô đưa camera cho mọi người xem sau khi xem được đoạn phim mà bạn mình đã quay thì Taylor đã chắc chắn hơn về nghi ngờ của mình anh cho rằng cái hang này có dòng thời gian khác với bên ngoài hay nói chính xác hơn là thời gian trong đây trôi đi chậm hơn trong video mà Phoebe quay lại mặt trời không những lên rồi lặn liên tục mà quỹ đạo của nó cũng liên tục thay đổi giống như cách ngày trôi qua theo từng mùa trong năm điều này chứng tỏ mỗi lần bầu trời sáng tối không phải là trái đất trôi qua một ngày mà có thể là một tháng hay thậm chí là một năm điều đó giải thích cho việc dây thường bị đứt không phải là vì có ai đó đã cắt mà là do lực ma sát duy trì nhiều ngày tháng trong suốt thời gian mọi người leo xuống và Phoebe có khi đã phải vật lộn cả tháng trời trước khi quyết định xuống dưới đây rồi không may xảy ra tai nạn. Nhưng lại có một điều khó giải thích nữa xuất hiện, đó là tư thế rơi của Phoebe trong đoạn camera của cậu bé. Thì Phoebe đã nằm nghiêng và vẫn sử dụng bộ đàm, còn hiện tại thì cái xác của cậu nằm úp và bộ đàm thì đã bị đập nát. Thế nên mọi người một lần nữa xem lại đoạn video trên camera của Phoebe và ở cuối video họ đã thấy sự xuất hiện của một người khác, hắn đã đánh đập cậu đến chết. Điều đó khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Ngoài việc tìm đường thoát ra khỏi hầm thì mọi người còn phải cảnh giác với một tên sát nhân đang ẩn nấp trong đây thế là mọi người phân chia nhiệm vụ xây lờ canh gác xung quanh còn Kara leo lên một lần nữa để kiểm tra giả thuyết trong khi đang chơi vơi trên vách đá thì có một tia sáng xanh bất ngờ phóng xuống từ trên trời vụt qua tia sáng đó bất ngờ biến thành một chiếc thang kim loại thấy vậy thì Kara bám lấy nó và leo lên trên nhưng cùng lúc thì từ phía trên lại đang có một người leo xuống hóa ra là họ không vứt thang để giúp mọi người một bóng người sừng sững cao hơn 2 mét từ từ bước xuống từng bậc thang từ đầu tới chân hắn ta mặc một bộ đồ đen xì trông y như trong các phim viễn tưởng trong khi hắn đang nhìn về phía mọi người và bấm cái gì đó trên tay thì bất ngờ từ đằng sau một bóng người khác lao ra. Tên này rất có thể là kẻ đã sát hại Furby trong cách ăn mặc thì giống một người tối cổ. Dĩ nhiên hệ cây chay thì làm sao mà ăn được dân chơi nạp vip. Tên người tối cổ bị kẻ kia rút ra một cái cổng điện và gắn vào cổ rồi kết quả là nằm ngoan như cho cún. Khi người thấy mùi của phản diện, cả nhóm bốn người vác giò lên chạy. Riêng Jackie phải nhờ người khác vác hộ chân mình. Họ cứ đi và đi mãi cho đến khi nhìn thấy hai cái xác. Đây chính là bố mẹ của thầy Hopper. Hai ông bà trông còn rất trẻ, tuy cái xác đã không còn mạch nhưng cơ thể vẫn ấm nên rất có thể vừa mới qua đời không lâu. Còn ở phía xa xa đang có ba tên người tối cổ đang vây quanh một cái xác chúng có vẻ như đang xẻ thịt một ai đó để ăn trong khi ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì các cụ có câu trời đánh tránh miếng ăn nên là mấy anh em cũng cố gắng rời đi mà không đánh đội gia đình cổ đại tiếc là mấy ông này lại hiếu khách khi thấy người lạ tới nhà là lao ra niềm nở ngay vì thế nên taylor đã dũng cảm ở lại một mình chống lại đội chủ nhà tiếc là bộ phim này không mang tên cậu nên sau khi vùng vẫy được vài thế đòn taylor đã trở thành cái xác tiếp theo nằm lại trong động sau khi trai trẻ gục ngã nhóm tối cổ tiếp tục truy đuổi các thiếu nữ với sự câu kéo từ tanh cờ chủ lực ba cô gái trốn được đám người kia một lát sau vì lo lắng cho taylor nên Kara đã quay trở lại và những gì cô thấy chỉ là cái xác của người bạn trai. Kara đau khổ, khóc lên khóc xuống. Lúc này người mặc giáp đen mới đi vào. Anh ta tiến tới cái hồ nước và lấy một ít để xét nghiệm. Sau khi thiết bị đã trả lời, người này tiến tới giành lại xác của Taylor từ tay Kara và đặt anh xuống dưới hồ. Khi thấy bạn mình đi tắm với một người lạ mặt, Kara ra sức ngăn cản nhưng đã nhận được dấu hiệu an toàn từ giáp đen. Một lúc sau, Taylor tỉnh dậy thật. Cậu mở mắt ra và thấy đám người tối cổ xông vào. Rồi cả Taylor và Kara đứng nhìn người mặc giáp đen giao chiến với ba tên mọi dợ. Trong lúc xô sát, bọn chúng đã cởi được mũ bảo hiểm của giáp đen ra và khiến khó thở. Với sự trợ giúp từ Kara, thì ông ta đã hạ gục được cả ba tên. Sau đó, Taylor mang giúp ông chiếc mũ nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn màng. Ông ta chỉ kịp cho mọi người xem một đoạn phim. Hóa ra người đàn ông này đến từ tương lai, hàng nghìn năm sau sự mất tích của năm đứa học sinh, trái đất đã hết hạn sử dụng, con người buộc phải di cư lên sao hỏa để sinh sống. Và hàng nghìn năm sau, họ cử một nhóm người xuống trái đất để xem quả cầu xanh đã hồi phục hay chưa. Ngay đến đây thì ai nấy đều suy sụp vì ở ngoài kia gia đình bạn bè đều đã không còn, thậm chí còn chẳng có nơi để cả nhóm dung thân. Trong khi đang phân vân không biết nên ở lại hay chui lên, thì Jacky đã nhìn thấy chiếc ba lô của thầy Hopper thế là cả bọn thắp lên ngọn lửa hy vọng vì thầy chính là người biết phải làm gì vào lúc này nghĩ xong thì taylor lên đường tay cầm theo cây súng của người đã bị mổ thịt trên đường đi taylor thấy nhiều hình thù được vẽ trên tường đó có thể là tác phẩm của hội người tối cổ ngay lúc đang ngắm nghía taylor nhìn thấy một đứa bé tối cổ con bé đang cố gắng bảo vệ người mẹ bị thương của mình khi chưa biết xử lý hai mẹ con ra sao thì taylor nhìn thấy thầy hopper đang lê lết dưới đất ông ra hiệu cho cậu về phía trước nơi có một lớp màng thời gian khác và quan trọng hơn em gái của thầy đang mắc kẹt ở bên trong một vụ hỗn chiến giữa binh lính của các thời đại khác nhau lúc taylor định đi vào lớp màng thì thấy Hopper lại ngăn cậu lại vì ông biết quy luật thời gian của nơi đây một khi đã vào thì phải trăm đến nghìn năm mới bước ra được thế là Taylor quay trở lại lo cho thầy cậu định dìu ông về chỗ hố nước hồi phục thì Hopper nói ông không thể đi được nữa bởi vì ông đang có một vết đâm xuyên người ông bảo cậu đưa lại cho mình cây súng để phóng thân sau đó Taylor mang xác Furby tới cái hồ khi cậu bé còn chưa sống lại thì đám tối cổ lại kéo tới lần này chúng gọi tất cả họ hàng hang hốc tới để đuổi khách vậy nên mọi người đành bỏ Furby lại và tẩu thoát trước khi ra đến cái hố Taylor mở cái thang bấm của người tương lai để mọi người leo lên Kara khi leo lên gần tới miệng hố cô nhìn thấy một bề mặt kỳ lạ ở phía trên đầu, nó trông giống với một vùng nước lơ lửng. Trong khi cô đang nghi ngờ, thì bất ngờ từ trong vũng nước xuất hiện một bàn tay trắng kéo cô vào. Dù Cara đã cố giữ thang nhưng vẫn không thắng được lực của nó. Thấy vậy thì Taylor nhanh chóng leo lên giữ lại tay kia của người bạn gái. Nhưng trong lúc giằng co, phía dưới đám người tối cổ đã ùa vào và đã vô tình bấm nút khiến chiếc thang thu lại, làm cho cả ba người Taylor, Jackie và Vivis rơi thẳng xuống ở phía trên. Taylor có vẻ như đã được cứu thay vì bắt cóc. Với thế giới ở trên đó thì mọi dòng thời gian ở dưới hang gần như đứng yên, nên chỉ chưa đầy tích tắc sau, Taylor đã quay trở lại với các thiết bị hiện đại, giúp giữ lấy những người bạn và kéo họ lên cùng mình ở trên con tàu. Người đầu tiên tỉnh lại là Furby, cậu nhận ra mình đang có mặt ở ngoài vũ trụ, xung quanh là các kiến trúc hiện đại. Người đứng dậy tiếp theo là thầy Hopper. Cả hai người ngỡ ngàng nhìn nhau trước khi thấy nhóm Taylor trở lại trong bộ đồng phục đen. Không dừng tại đó, ở một bể chứa nước khác, bố và mẹ của thầy Hopper cũng vừa mới thức dậy. Họ đang vui vẻ ở bên cạnh con gái và cũng là em gái của thầy Hopper. Trông họ còn khá trẻ, bởi vào thời điểm hai ông bà mang theo đứa con gái đi chữa trị thì Hopper lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Cả ba người họ đã chui vào trong hang động và đó là lý do họ không già đi. Câu chuyện kết thúc tại đây, khi trái đất sau cuộc khảo sát thì vẫn chưa phải là nơi để có thể an cư lạc nghiệp. Vậy nên cả bọn sẽ ở lại trạm vũ trụ cùng với những người khác đến từ tương lai. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.